Những bộ phim phải ngậm ngùi rút khỏi rạp trước độ lấn át của phim Trấn Thành. Phim của Việt Hương bết bát, thu hơn nửa tỷ vẫn phải về vườn. Bộ phim Mai do Trấn Thành đạo diễn hiện đang làm mưa làm gió trên các rạp lớn nhỏ. Bộ phim cũng giúp anh trở thành đạo diễn nghìn tỏi đầu tiên tại Việt Nam. Trước cơn sốt này, nhiều phim Tết khác phải ngậm ngùi thông báo rời lịch chiếu, từ bỏ đường đua. Đầu tiên phải kể đến phim Sáng Đèn. Nhà sản xuất phim thông báo trên fanpage chính thức, để có cơ hội được đến với đông đảo khán giả hơn, bộ phim sẽ rời lịch chiếu đến ngày 23 tháng 3. Như vậy, bộ phim rời rạp sau 2 ngày chiếu ngắn ngủi dịp Tết. Việc phim Sáng Đèn công bố ra rạp mùng 1 Tết Giáp Thìn được cho là quyết định mạo hiểm của nhà sản xuất. Do cột mốc quan trọng này thường bị áp đảo bởi những nhà làm phim có thương hiệu lớn và lâu năm, các ekip có ngôi sao phòng vé. Sau Sáng Đèn là bộ phim Trà của đạo diễn Lê Hoàng cũng thông báo rút khỏi đường đua. Sau 4 ngày chiếu, doanh thu của bộ phim này lép vế hẳn so với những phim ra mắt cùng thời điểm, chỉ thu về 1,3 tỏi. Trong khi bộ phim Mai của Trấn Thành đã thu về gần 200 tỏi, Trà là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Hoàng trong lĩnh vực điện ảnh. Ngoài ra, bộ phim còn gây chú ý với sự góp mặt của nghệ sĩ Việt Hương. Trong phim, nữ nghệ sĩ vào vai một người vợ giàu có, phải đối diện với thực tế chồng mình đi ngoại tình với một cô gái trẻ. Tuy nhiên, bộ phim được khán giả nhận xét là kịch bản vụng, gây khó hiểu khi bênh vực tiểu tam. Hiện bộ phim đã dừng chiếu và chưa thông báo lịch khởi chiếu mới. Trước thông tin nhiều bộ phim phải rời rạp, trên khắp các trang mạng xã hội, diễn đàn phim xuất hiện những bình luận trái chiều, cho rằng phim Mai của Trấn Thành lấn át suất chiếu của các phim khác, chèn ép khiến họ phải rời rạp. Ngoài ra, những bộ phim hoạt hình khác dành cho trẻ em cũng chỉ có suất chiếu vào tận đêm muộn. Bên cạnh những bình luận chỉ trích, nhiều khán giả cũng cho rằng phim Mai của Trấn Thành thu hút lượng lớn khán giả nên phía nhà phát hành sắp xếp nhiều suất chiếu hơn là điều hiển nhiên.